một người tình treo trên thánh giá vì yêu nhân loại. Người đó chính là Giê-xu, ngôi hài Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu chết vì yêu. Trên đồi Càn Bê, Chúa chịu một chiều nạt tan thân mình chỉ vì yêu trần đời, còn đây chơi với lạc bước.